sinh thi Hoa hậu tại Thái Lan đi xe cứu thương đến địa điểm thi khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Trong buổi đầu tiên tụ họp, các thí sinh thi Hoa hậu từ các tỉnh thành của Thái Lan đã xuất hiện theo cách riêng của mình. Ai thì cũng muốn tạo ấn tượng khó phai trong lòng khán giả và ban tổ chức ngay từ lần đầu lộ diện. Vậy nên, cách thức xuất hiện cũng cực kỳ phong phú. Một số thí sinh thì đã di chuyển đến địa điểm bằng xe ngựa, xe máy, kiệu hoặc là đội ngũ đàn ông lực lưỡng bế trong vòng tay. Nhiều thí sinh khác thì gây chú ý khi mà xuất hiện bằng phương thức hoành tráng, lộng lẫy như một nữ hoàng. Tuy nhiên, trường hợp thí sinh gây tranh cãi nhất đó là thí sinh lựa chọn phương tiện di chuyển bằng một chiếc xe cứu thương. Thí sinh này còn mặc lên người bộ đồng phục của bệnh nhân, nằm trên cáng y tế và giả vờ như là đang hấp hối nguy cấp. Những nhân viên trong ekip của cô nàng thì cũng hóa trang thành bác sĩ, y tá, liên tục chuyển nước và hồi sức cho cô. Sau một thời gian ngắn, người đẹp bất ngờ ngồi dậy, cởi đồ bệnh nhân bên ngoài và trang điểm như một nữ thần vừa mới hồi sinh từ cõi chết. Màn xuất hiện của cô nhanh chóng chiếm trọn spotlight và được bình chọn là một trong những màn xuất hiện ấn tượng nhất năm nay. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, hình ảnh này cũng nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều. Mọi người thì cho rằng dù Miss Grand luôn đề cao tính giải trí, vui vẻ, thế nhưng việc cosplay thành bệnh nhân hấp hối, nằm xe cứu thương đến hiện trường là lố lăng và phản cảm.